Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dâng hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang đã đến gia đình các đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn. Trong không khí trang nghiêm thành kính trước anh linh của các bậc tiền bối, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn sự tri ân sâu sắc, những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Những cống hiến công lao to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng, bất khuất tô thắm lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là những tấm gương sáng ngời vì lý tưởng cách mạng, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 20 tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh, hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề Phát triển văn hóa con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Qua hai ngày làm việc tại hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các đồng chí lãnh đạo, nhà lý luận, nhà khoa học của Việt Nam và Lào đã trình bày 10 báo cáo tham luận, tập trung đề cập những vấn đề cốt yếu quan trọng nhất của công tác phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam và Lào, như quá trình phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của văn hóa và nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa, về quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm. Chúng tôi đánh giá cao hội thảo lần này, góp phần tăng cường sự đoàn kết vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai đảng và nhân dân hai nước, Lào, Việt Nam thời gian qua. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào góp phần đưa kho tàng lý luận của hai bên ngày càng phong phú, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước. Nhân dịp này, hai bên thống nhất hội thảo lý luận lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 sáng nay, tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng Giám mục Chu Xê Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo Việt Nam, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được bảo đảm, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Đồng bào Công giáo đã tích cực triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo mang tinh thần yêu thương, phục vụ đến với đồng bào, nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, từ đó lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của đồng bào Công giáo. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn với vai trò là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Du Sê Vũ Văn Thiên sẽ tiếp tục dẫn dắt, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận đoàn kết gắn bó với xã hội, cộng đồng, cùng toàn dân tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Công giáo và dân tộc, tích cực đồng hành xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Giám mục Du Sê Vũ Văn Thiên trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi tới đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước cho các hoạt động tôn giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội trong thời gian tới. Tổng Giám mục Du Sê Vũ Văn Thiên tin tưởng với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với dân tộc, phát huy hơn nữa những thế mạnh tích cực của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước. Tới thăm và chúc mừng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mùa Giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản, các vị lãnh đạo Hội Thánh, Mục sư và tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và cảm ơn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc thời gian qua đã đóng góp công sức với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, mục sư hội trưởng, các vị mục sư trong hội thánh sẽ tiếp tục dẫn dắt, động viên các vị chức sắc cùng tín hữu tin lành phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Thay mặt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản bày tỏ sự vui mừng xúc động khi được đón tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới thăm và có những lời chúc mừng rất tốt đẹp nhân dịp lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2024. Cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Hội Thánh thời gian qua. Mục sư Bùi Văn Sản khẳng định với vai trò trách nhiệm của mình sẽ vận động các tín hữu tin lành thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, năm 2023, ngành nội vụ đã xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ. Đó là một số kết quả được công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Nội vụ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự hội nghị. Thay mặt Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực cũng như quyết tâm của Bộ Nội vụ cùng cách điều hành khoa học nên cơ bản công việc của Bộ đạt hiệu quả cao. Phó Thủ tướng đánh giá so với một số bộ ngành khác ngoại trừ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ được giao ban hành nhiều chính sách nội dung rất khó như cơ chế dám nghĩ dám làm. Hợp nhất, sát nhập, ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều người. Bộ đã có nhiều cách làm mới, trong đó có bỏ thi nâng hạng viên chức và tới đây bỏ một số cuộc thi nhận được nhiều sự ủng hộ. Phó Thủ tướng đề nghị năm 2024, Bộ phải tiếp tục nỗ lực cố gắng trong các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm. Để đạt tiến độ cho cải cách tiền lương, chúng ta không bàn phương thức tiếp cận mà cố gắng làm kết nối tốt để các địa phương thực hiện hiệu quả, không cầu toàn, bám vào nguyên tắc chung cốt lõi, có phân cấp mạnh cho các địa phương. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần tăng tốc vì áp lực thời gian chuẩn bị cho kịp đại hội đảng các cấp tới. Công tác thi đua khen thưởng cần động viên đúng người đúng việc, chính sách tôn giáo dân tộc cần có định hướng cho bà con và xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, chính trị thế giới bất ổn, lạm phát tăng cao, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Ngành công thương đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và địa phương để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, qua đó đóng góp vào các trụ cột lớn của nền kinh tế, đưa chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP năm 2023 tăng khoảng 2,3%, duy trì xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ. Thương mại trong nước tăng trưởng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 9,6%, vượt kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của ngành công thương trong việc phục hồi của nền kinh tế. Phó Thủ tướng kỳ vọng trong thời gian tới, ngành công thương sẽ có những đổi mới toàn diện, tạo ra những kiến tạo, khởi tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Thưa quý vị, sau 2,5 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên bế mạc. Với tinh thần sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 đã nhất trí thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện phong trào sinh viên năm tốt, chương trình đồng hành tư vấn hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, triển khai thực hiện hệ thống 11 chỉ tiêu trọng tâm, xác định 3 đề án trong nhiệm kỳ, đó là đề cao nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đề án chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam và đề án nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.
Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, thi đua học tập, sáng tạo, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào sinh viên năm tốt, xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.